Xin chào các bạn, hôm nay mình xin chia sẻ các bạn hai trận đấu hay của tay độc Nguyễn Thành Bảo. Trận đầu tiên, tay độc Nguyễn Thành Bảo gặp Triệu Quốc Vinh. Trận đấu này diễn ra năm 2012. Nguyễn Thành Bảo cầm đỏ đi tiền, còn đại sư Triệu Quốc Vinh cầm đen thấu hậu. Mời bạn thưởng thức.将军。将军。将军。将军。
将军。将军。将军。将军。将军。将军。将军。Chết phá quả sát cục. Trên đây thì Triệu Quốc Vinh không còn đường chống đỡ nên đã buông cờ nhận thua. Mời các bạn xem tiếp trận thứ hai. Tay đọc Nguyễn Thành Bảo cầm đỏ đi tiên gặp Giang Trung Hải của Đài Bắc cầm đen thủ hậu. Trận đấu này diễn ra năm 2008. Mời bạn thưởng thức.
将军。将军。将军。将军。将军。
将军。将军。将军。将军。将军。
将军。将军。Trên đây thì Giang Trung Hải đã buông cờ nhận thua và video mình cũng xin kết thúc ở đây. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu các bạn thích, bạn đừng quên bấm đăng ký, bấm chuông. Mình sẽ tìm video hay nhất và mới nhất để phục vụ các bạn. Trang Duyên. Xin cảm ơn các bạn. Xin chào các bạn ở đây và hẹn các bạn ở video sau.